Xin chào mọi người, mình là Huyền Trang đây. Không biết là sau một ngày dài làm việc căng thẳng và mệt mỏi thì thường mọi người sẽ làm gì nhỉ? Với cá nhân Trang nha, thì trước kia Trang sẽ rất thích nào là đi xem phim này, mình thích được nghe nhạc rồi là ngâm mình trong bồn tắm, hoặc là những hôm nào mà đau mỏi nhiều quá thì Trang sẽ lựa chọn cho mình phương pháp đó là đi massage bấm huyệt. Nhưng mà dạo thời gian gần đây thì Trang đã lựa chọn cho mình được một người bạn đồng hành, và người bạn đó thì cũng đang xuất hiện ngay bên cạnh Huyền Trang đây, đó chính là chiếc ghế massage Fujike FCS 600 được tích hợp rất nhiều tính năng. Và tuy là mới ra mắt thị trường thôi nhưng chiếc ghế này là một trong những mẫu ghế luôn luôn cháy hàng tại Fujike. Điều đầu tiên mà Huyền Trang chú ý tới đó chính là đường nét và màu sắc vô cùng trang nhã của chiếc ghế này mọi người ạ. Màu ghi đá đang là màu sắc rất được ưa chuộng vì phù hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau. Các đường nét của ghế được cấu tạo vô cùng chắc chắn. FCS 600 đang được coi là một trong những mẫu ghế nặng nhất Việt Nam vì có trọng lượng lên đến 145kg. Và nếu như nhìn vào một vẻ bề ngoài vô cùng đẹp như thế này thì chắc hẳn Huyền Trang tin rằng mọi người cũng đang rất nóng lòng muốn được trải nghiệm những tính năng ưu việt của dòng ghế này đúng không nào? Vậy thì để Huyền Trang giới thiệu cho mọi người nhé. Bao giờ cũng vậy, cái cảm giác đầu tiên khi mà chúng ta ngồi lên ghế massage sẽ là rất quan trọng mọi người ạ. Và FCS 600 sẽ mang tới cho bạn một cảm giác vô cùng dễ chịu, thoải mái. Nó vừa vặn với cơ thể và một điều đặc biệt đó là phần da ghế tiếp xúc rất thật. Cũng xin bật mí với mọi người nha, phần da ghế là da microfiber và nó chỉ có trong nội thất của những dòng siêu xe đắt tiền mà thôi. Chính vì vậy mà nó giống da thật lên tới 80%. Và khi ngồi vào ghế thì chúng ta sẽ có cảm giác là giống như được ai đó ôm trọn vào lòng vậy. Quả là không nói điều khi FCS 600 được dự đoán là một siêu phẩm đi trước thời đại và là chiếc ghế tiên phong áp dụng công nghệ bi lăn 4D Max trong lĩnh vực massage. Công nghệ này mang lại hiệu quả massage vượt trội hơn hẳn. Chính vì bi lăn có tiết diện lớn hơn gấp 3 lần so với các dòng ghế khác. Động cơ massage của FCS 600 xoáy rất sâu, đấm bóp rất đã, bảo sao mà động cơ của ghế này lên đến tận 35 cân. Điểm nổi bật không thể không nhắc tới đó là FCS 600 có khả năng giảm đau siêu nhanh, thư giãn siêu đỉnh và nhấn siêu đúng chỗ và các huyệt đạo trên cơ thể. Đã có rất nhiều khách hàng phản hồi lại với Fujike là họ đã từng ngủ quên trên chiếc FCS 600 này và giấc ngủ thì ngon hơn rất nhiều mọi người ạ. Bilan massage thực hiện các động tác day ấn liên tục các huyệt đạo như vùng cổ, vai gáy, như lạc chẩm, phong trì, dũng tuyền, giúp đả thông kinh mạch để người dùng đi vào giấc ngủ ngon hơn và sâu hơn. Và đây là chế độ mà Trang thích nhất mọi người ạ. Đó chính là chế độ massage đỉnh cao như là chúng ta đi spa vậy. Và với tính chất công việc của Huyền Trang thì thường xuyên phải đi lại rất là nhiều trên những đôi giày cao gót, thì đây thực sự là một bài tập cứu tinh của mình. FCS 600 massage sâu bàn chân thông qua hệ thống bi lăn dây miết dung gan bàn chân, hệ thống túi khí bóp chặt gót chân và mu bàn chân, tăng cường lưu thông máu, giải phóng nhức mỏi đôi chân, mang đến sự thư giãn tối đa cho người sử dụng. Ghế massage FCS 600 cực kỳ được lòng khách hàng với nhiều bài tập cá nhân hóa dành cho đa dạng đối tượng khác nhau, nổi bật như bài tập kéo giãn dành cho dân văn phòng, phục hồi dành cho những người mắc các bệnh về xương khớp, hay là du ngủ dành cho những người bị khó ngủ, mất ngủ. Ngoài ra, ghế FCS 600 còn có chế độ massage như không trọng lực giúp giảm áp lực lên cột sống, bảng điều khiển tiếng Việt rất thuận tiện cùng với nhiều tính năng khác. Huyền Trang thấy nó rất xứng đáng để trải nghiệm và Trang hiểu rằng tại sao đây lại là chiếc ghế đắt sâu đến như vậy. Fujike hiện đang có những chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn và rất nhiều chính sách hậu mãi bảo hành dành cho sản phẩm. Hãy nhanh tay gọi đến số 1900 8925 hoặc truy cập vào website fujikevietnam.vn để được hỗ trợ và tư vấn bạn nhé. Fujike, chăm sóc sức khỏe gia đình bạn.